Liếp hôm nay là một cuộc thi câu cá giữa các thành viên trong biệt đội bảo thủ. Ta nói cá nó rất là nhiều luôn á. Mà cái mồi câu cá là do các thành viên tự mày mò và tìm kiếm ra. Đừng có ai để ý tới mồi của chị Vi nha, nó hơi lạ đó. Cô đó Thành ơi. Có những con cá siêu to khổng lồ tới mức độ mà nó muốn kéo biệt đội bảo thủ gớp xuống sông luôn. Còn mấy con cá nhỏ thì nó ăn như chết đói gì đó. Có khi câu một lần được tới hai con luôn nè. Cùng xem hết video lần này để biết ai là người chiến thắng nha. Ý tưởng của clip ngày hôm nay là do các bạn fan sau đây bình luận nha mọi người. Ít là bạn Khan chăm Conan, hay là chị làm clip về anh Mon với chị Vi đi câu cá nữa đi, em thích cái đó lắm. Bạn Văn Quỳnh, chị làm 24 giờ câu cá đi chị. Bảo Chi, chị làm 24 giờ trong hồ cá. Ok, cho nên clip bữa nay là sẽ là 24 giờ đi câu cá cùng biệt đội bảo thủ nha mọi người. Đó, cho nên bạn nào muốn được thực hiện ý tưởng của các bạn thì có thể bình luận về ý tưởng của mọi người nha. Anh Mon chị Vi sẽ đọc bình luận và cho mọi người được lên TV cũng như thực hiện ý tưởng của mọi người. Rồi, các bạn sau đây sẽ may mắn được lên TV trong ngày hôm nay như là bạn Sarah Bonner. À, mong chị bế em lên TV. Ok, em đã được lên TV nha. Bạn Kem, bạn Diễm My Lê, bạn Binh Phạm, bạn Ngân Hồ, bạn Yugi Nako, bạn Mỹ Trương 4752 là các bạn đã được may mắn lên TV trong ngày hôm nay. Bạn nào cũng muốn được lên TV giống như các bạn này hãy bình luận lại em muốn lên TV hoặc tôi muốn lên TV nha. Một ngày bình luận 2-3 lần thì cơ hội mọi người được lên TV rất là cao. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải tập hợp biệt đội bảo thủ để làm clip ngày hôm nay nha các bạn. Let's go. Ok, hiện tại anh mới tập hợp được biệt đội bảo thủ lên thế này nha các bạn. Thì hơi bị sót một vài thành viên nha. Và đó mọi người, hiện tại trên tay anh Mon đang có hai cái cây gì? Gói này. Không diệt quỷ nha đó mẹ. Nó làm như anh Mon ác rồi nói lên liền chứ bị hai. Chứ bị hai người may. Ok, trên tay. Chính thức cái cây này biến thành cái gói may nha các bạn. Đấy, công chuyện này. Rồi, ok, trên tay anh Mon hiện tại đang là hai cái người ta câu. Thì từ từ để mỗi mình lên thuốc uống nha cưng. Thì em biết mà nó không cười. Người làm chó nha. Clip này sẽ là một video người giỏi, người câu cá giỏi nhất được số ký nhiều nhất, muốn gì được đó, muốn cái gì em sẽ mua hết cái đó nha mọi người. Ok, phấn khởi không? Yeah. Ok, bây giờ tất cả các thí sinh sẽ có 30 phút để tìm hiểu về thế nào gọi là câu cá kêu Nhật Bản hay gọi là câu đài. Và mọi câu cá này 30 phút bắt đầu. Trước mắt anh Mon sẽ cho tất cả các thí sinh ở đây 15 phút để mọi người đi mua đồ. Và trên tay các bạn hiện tại đang có 20.000. 15 phút bắt đầu. Sau 15 phút nếu không quay trở lại đây thì tất cả mọi người phải đi bộ về nhà. Ok. Nhà cái đây 5 cây số. What? 6 giây đó. Không xong rồi mọi người ơi. Gì phút 15 phút vậy, biết mua gì đây? Mình mua cam chim giùm hai thằng đệ tử nha. Tại ở trên tuốt này nó xa, mấy kia không đi được. Mình mua xong rồi nha các bạn. Của mình là cám heo 1kg 8.000. Bạn ơi, mình mua cám gà xong rồi nha các bạn. 1kg 12.000. Mình mua có nửa ký à. Vậy nhiêu vậy? 6.000 mà. À 6.000 nha các bạn. Mình mới mua cái bánh bông lan 10.000 với chai xì tin 10.000, 20.000. Vừa đủ luôn, giúp cấp. Giờ mình sẽ mua trứng nha các bạn. Một chục bao nhiêu không? 30. Con mua một trứng. Quá là nhiều. Cảm ơn con. Các bạn ơi, bây giờ là 22:24 cũng đã khuya rồi. Và biệt đội bảo thủ của tụi mình cũng giải tán về nhà xin bố mẹ đi quay clip hết rồi. Và ngày mưa giấc trưa là tụi mình sẽ tập hợp lại đậm đi quay clip nha mọi người. Và mình chuẩn bị mời là khoai lang ủ lên men. Tại mình nghe nói trên mạng á là khoai lang ủ lên men là sẽ câu được nhiều cá bự lắm. Hai cái củ khoai này nhìn rất là ngon nên mình sẽ để dành, nếu mình có đói thì mình ăn, còn nếu như câu hết mồi thì mình sẽ lấy ra làm mồi câu tiếp nha mọi người. Còn mấy củ này thì mình sẽ cạo vỏ nó rồi dành cho nó thiệt là nhuyễn ra. Ui dẻo này các bạn. Giờ mình sẽ ăn cho các bạn coi nha. Ngon quá các bạn. Để nó lại rồi ủ cho nó lên men, hy vọng mấy cạn cá bự sẽ thích. Giờ team tụi mình đã xuống tới hồ câu cá nha các bạn. Các
bạn nào coi clip của anh Mon thì sẽ biết đây là hồ câu gì, đó là hồ câu gì, ở bên kia là hồ câu gì, chứ mình không phải fan anh Mon nha, mình là fan chị Di. Chị Di mãi đỉnh nha các bạn. Bây giờ chúng ta thực hiện hết gì, ai biết giơ tay. Đâu, rồi ok, mọi người nói. Em. Rồi em báo nói trước đi. Là 24 giờ ai câu được nhiều cá nhất là thích gì mua đó nha các bạn. Chính xác. Cho giờ 24 tiếng đồng hồ. Mọi người ai câu được số lượng cá nhiều nhất, có nghĩa là cân ký cứ 4, 5 tiếng hoặc 6 tiếng một lần, nó sẽ cân ký một lần. À, thành viên nào có số lượng cá câu trong vòng 24 tiếng được nhiều cá nhất thì người đó muốn gì thì anh Quang sẽ mua cái đó cho nha. Và bây giờ 24 tiếng đồng hồ bắt đầu. Các bạn ơi, nãy mới phát cần cho mình cái cần hơi bị đẹp rồi đó. Mình là nghi hồi mình câu được 20-30 ký chắc thắng chắc rồi. Hồi với nãy mình mới buộc cái đọt cần sẵn rồi. Rồi cái này là thẻo câu nha các bạn. Giờ mình sẽ xé ra. Chồng cái thẻo câu vô. Rồi sau kéo cái nút đỏ lên. Rồi thế là cái cần câu vậy, con cá lớn cỡ nào nó cũng sẽ không kéo được nha các bạn. Hiện tại chúng ta đang có 6 thí sinh. Thì sau trong vòng 5 tiếng chúng ta sẽ đổi hồ câu một lần. Bên hồ câu bên này sẽ có rất nhiều loại cá như là cá cha nè các bạn, cá chép, cá phim to, rất là to luôn. Cho nên là các thành viên hãy cố gắng trong 5 tiếng này, các thành viên hãy cố gắng nghe nè, nghe nha. Hãy cố gắng câu được những con cá to nhất, cá bự nhất, tại vì số ký của hồ này là những con cá rất là to và rất là nặng ký nha. Bây giờ mình sẽ phát cho tất cả các thành viên, mỗi thành viên một cái đồ gọng cá nha các bạn. Một cái để báo. Một cái ngân chuột nhi. Chị Di, bởi vì anh Mon với chị Di rất là gà, chị Di sẽ không câu được nhiều cá đâu. Thật ra là anh Mon hết tiền để mua đồ gọng cá các bạn ơi. Hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để anh Mon có nhiều sàn hơn để tổ chức những trò chơi bạo hơn nữa nha các bạn. Kiểu như là mạnh hơn những trò chơi như là câu cá sấu nè, câu cá mập nè, câu cá megalodon nè, câu cá ngựa đại dương nè. Giờ mình sẽ trộn cái này đang giải cứu mấy con cá nha. Đầu tiên là mình sẽ làm tơi cái bánh này. Nó tơi lên vậy rồi mình bỏ xì tin vô nha. Nhức nát. Xong rồi các bạn ơi. Cái này con cá chắc chắn là nó rất là thích luôn á. Trời ơi. Ngon không? Quá là ngon luôn. Ngon. Trời ơi, nhức nát. Xí. Cá dồ mà. Phải thích mấy cái cục giống vậy rồi. Hả? Ngon hơn quá là ngon luôn, ăn rồi hả? Con cá nó ngon trời nội ơi. Nghĩ gì vậy ba? Bỏ đi nghĩ đó nha. Hello các bạn, mình là Bin này là Bo, mà nó còn nhỏ nên nó không biết câu. Giờ là, đây là mồi câu của mình, gồm cám chim với chuối. Giờ mình sẽ trộn cám vô. Trời các bạn ơi, nãy giờ mình trộn thơm quá trời thơm luôn rồi. Chắc hồi mình quay xong clip này làm mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn quá. Trời nhấn 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 nhấn. Dạ bỏ cám vô. Trộn tiếp. Hello các bạn, giờ mình đã di chuyển được một cái chỗ hợp lý xa đối thủ của mình rồi nha các bạn. Thì nãy giờ là mình thấy chỗ nguyên cái chỗ này là cá ụt hơi bị nhiều với hơi bị lớn luôn, cho nên mình sẽ câu ở điểm này chắc từ đây tới tối là cũng được hai dính 2-3 con á. Các bạn thấy cái lửa trái tim này không? Bởi vì nó là trái tim của mình dành cho các bạn á. Anh Easter đi ít cho em cái bài mà Only You gì đó. Không bé ơi. Rồi giờ thì mồi của mình là Only You. Bánh mì nha các bạn. Mình sẽ xé nhỏ như cái khúc này nha. Rồi xong các bạn muốn câu thì các bạn Only You. Các bạn gấp đôi cái bánh mì lại. Rồi lát cám móc xỏ qua như thế này. Rồi thế là xong. Giờ chỉ việc quăng cần. Hy vọng cá nó sẽ thích mọi này. Chào các bạn đến với chương trình ẩm thực của bé Báo. Bây giờ bé Báo tiếp tục báo đây nha các bạn. Giờ lấy trứng đặt vô đây. Nhẹ nhẹ thôi. Mẹ nói là con gái phải từ từ cháo nó cũng dừ thôi. Trời ơi, bay ơi bay. Các bạn, đây là anh Mon nha các bạn. Anh Mon nha các bạn. À, chết gì vậy em ơi.
Nếu anh Mon có thấy được thì cho em xin lỗi. Em không cố ý đâu, em cố tình. Rồi rồi, tới công chuyện này. Dính quá các bạn ơi. Nó nhớ nhớ. Đập cái cuối cùng luôn nè. Thêm topping nữa nha bạn. Lấy gà đi cho cá ăn cho nó bổ. Trộn lên. Phụ tá đâu? Vô phụ coi. Trời ơi, trộn vậy không được đâu. Trộn vậy nào. Trộn đi. Thêm một tí xíu bột làm từ gạo. Cụ thể là cám heo. Được, nhưng nát. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay đi. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Ừ. Giờ trộn nha bạn. Cái mùi nó rất là kiểu như là mùi hương em nồng say vậy các bạn. Được một cục vậy là thành công rồi nha các bạn. Chương trình ẩm thực dành cho cá đến đây là kết thúc. Mời các bạn cá đón xem và cái cá lên bờ nha các bạn. Trong 3 phút nữa sẽ có cái chương trình cá lên bờ. Mời các bạn cá đón xem cùng mình nha. Thấy công chuyện này. Các bạn ơi, đây là cám gà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nắm một cục bỏ vô đây. Ngò gí thì mình sẽ xé nhỏ ra nha các bạn. Wow, nhức nách quá đi. Mình còn thèm muốn chi là cá nữa. Tạt nước nước hột cá lên. Các bạn ơi, thức ăn này mình thấy nó bở bở làm sao á. Giờ mình phải ra thì kêu cuối thôi. Cháu ăn lè vô nha. Trên mạng người ta chỉ rất là chính xác luôn. Nhức nách quá à. Bây giờ mình sẽ bỏ cháo vô nha các bạn. Ừ, thơm quá, giờ đây là cục mồi thương yêu của mình á. Quá trời thơm rồi. Giờ mình sẽ móc hết nguyên hồ câu cá này luôn. Bà chủ không có cản được mình đâu. Mồi này tất nhiên phải câu được cá sa ba nè, cá sấu mà, cá mập mà. Cái gì vậy? Nói chung là tất cả loại cá đều nằm trong cái cục mồi này nha các bạn. Trời ơi, chứ. Hỏi cá sa ba là cá gì? Cá sa ba là cá sờ bờ, là cá sa ba. Cá ba sa. Cá ba sa. À, cá ba sa. Mình không hiểu nó nói cái gì đúng không bạn? Cá sa ba. Cái gì vậy bà nội? Giật thanh, giật thanh. Dính rồi. Ô ô ô, cá to, cá to. Anh cầm cho em. Lên lên lên, cầm cầm. Cá to quá các bạn ơi, cá to quá. Cá to quá, cá to quá. Cá to hiểu bạn ơi. Cố lên Thành ơi, cố lên. Cá này to thiệt chứ. Vui lại Chúa Giêsu. Nam mô A Di Đà Phật, lại Chúa Giêsu phụ con. Giờ mình không biết làm gì với con cá giờ mà chị. Để cho nó ngóc đầu lên, Giỡn từ cái đuôi nha, giỡn từ cái đuôi nha. Giờ mình chỉ trông chờ vào hai nhân vật đó thôi. Phật tổ với Chúa Giêsu. Trời ơi. Ủa ông Dương chờ anh Mo đã. Anh Mo là người chấp. Ừ đúng rồi. Thêm một người top 3 nha anh Mo. Anh Mo cũng hy vọng sẽ cố gắng kéo được con cá này chứ con cá này nó to á bạn ơi. Nhưng mà sợ cái cần nó chịu không nổi á. Cái cần nó cong vòng luôn rồi nè. Ôi rồi. Con cá nó quá to bạn ơi. Cái cần này nó không có đủ đồ. Đó, bè nó ụt quá kìa. Đứt luôn cái sợi dây này luôn nè. Tại mà thế. Đó, con mà sắt con hành nên xà bèn. Mấy bạn ơi, nãy câu một con cá siêu to khủng lồ của bà Tân luôn mà. Mà cái sợi dây này nó không có chịu nổi được. Cho nên mình đã nâng cấp cái cần câu của mình lên thành sợi dây diều nha các bạn. Nó thách con cá cha, thách cha con cá cha kéo đứt sợi dây này, mình bái nó sư phụ luôn á. Như cũ nha các bạn, vẫn là bánh mì. Hiyamate kudasai. Namo con cá 10 kg. Làm đi. Rồi giờ ngồi ghế chợ thôi. Mình ngồi gán câu cho cá các bạn xem mà. Nhìn tụi nó à.
ta chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận, tao rất là hối hận vô cùng. Tao ăn trước mặt mình nha bạn. Rồi một hồi mình mà câu được cá ha, mình lại khẹt nó. Các bạn ơi, giờ mình sẽ truyền cái câu thần chú câu cá bự của mình cho mấy đứa trong team nha các bạn. Tụi bay lắng tai lên mà nghe nè. Yamate Kurasai Namo Namo, câu cá được 10kg. Nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Câu thần chú là Yamate Kurasai Namo Namo, câu cá được 10kg. Ừ, mình nhớ rồi các bạn. Ừ, mấy bạn ơi, có biến rồi các bạn ơi. Lẹ thật ơi, có biến rồi. Có biến rồi, nó chạy quá trời chạy luôn rồi. Chuyện gì? Các bạn ơi, mình đang để con câu đây nè, cái xong mình đính nắm, con cá nó giật xuống. Mình kiểu đúng lóc luôn á các bạn. Rồi, cố lên. Để anh mò, buông ra đi, rồi. Buông ra thành. Lấy con cá biết bự không mà nó lôi quá trời lôi luôn rồi. Dạ, cá to nha, các bạn. Lấy giùm anh cái giỏ thành. Ủa cái gì vậy? Đứt một lưỡi rồi bạn ơi. Nè, nó mất đi một cái lưỡi đây rồi. Ôi, con cá nó to. Đây cái chuối á. Cú sống đầu đời của bé Báo. Ây dồi, tự nhiên ăn ngon kia ơi. Cái vợ bó con chạy như chó vậy á. Anh mới phát hiện con thí sinh này như là nắng quá nó bị sảng các bạn ơi. Ê, em ơi, em yêu. À, cái này trong cái thuật ngữ mà em gọi là làm người may rét. Nãy em nghe bên kia có nào khóc thảm thiết lắm. Em nghe trong âm thanh lẫn lộn qua oa là có tiếng: "Rồi này con chơi Wi-Fi đúng không?" Rồi. Nghe thằng kia nói: "Con không chơi Wi-Fi nữa mẹ. Trời ơi." Không biết tại sao nó lại khóc thảm thiết vậy nữa. Thấy công chuyện này. Ngon, nước ngon không? Ngon. Ngon hả? Con chó nó ăn hết mọi thằng kia rồi kìa. Trời ơi, thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, cứu tôi ơi. Cứu đây. Đây là mình còn một tí xíu, đúng một tí xíu mồi luôn nha các bạn. Con chó nào mất dạy dữ. Nó không có đi học các bạn ạ. Chứ con gà nữa. Đúng không? Một hồi trụng nước sôi tao với mày nhổ lông gà. Một hồi nhổ lông gà với tao. Tao đi lấy nước sôi. Cục mồi của nó còn đúng nhiều đây. Con chó nó ngoạm không một rổ chạy bá luôn các bạn. Móng mồi mới phù phù thôi các bạn. Bấm. Chết bà ơi, quên đọc khẩu hiệu. Ê, Yamate Kurasai Namo Namo, dính cá 20kg. Ông cứu ơi. Chuyến này phải trúng rồi. Trời ơi, chưa. Giờ mình phải chơi cái bài thả thính thôi các bạn. Cắn nhỏ nhỏ rồi xong quăng ở cái chỗ mình câu để cho dụ mấy con cá lại chỗ mình nha. Các bạn ơi, các bạn thấy mấy cái tụm tụm ở đằng kia không? Nãy cá lớn quá trời, nó ăn ổ bánh mì ở đằng kia. Chắc hồi nó sẽ qua đây nè. Có vẻ con này là cá chùm luôn á. Mình mong mình phải thuần phục được con cá đó để lên bờ khè mấy thằng bên kia. Nãy giờ mình thấy hơi bị láo rồi các bạn. Thấy dây mình buông mông quá à. Thôi được rồi. Nãy giờ cá nó động độ rồi không, mình không biết cái nào của mình luôn các bạn. Chứ nhẹ thử con mồi không? Chứ nhẹ thử con mồi không? Chứ nhẹ thử con mồi không? Đâu? Con mồi đâu? À, cái má hả? Ừ.
Các bạn thấy cái đọt cần cũ không? Bị con cá nó kéo tới hư luôn, kéo tới biến dạng luôn. Bắt buộc mình phải lấy cái đọt cần mới để câu tiếp nha các bạn. Chào các bạn. Với sự nỗ lực và phấn đấu của mình từ sáng tới giờ, mình câu được đúng cái nịnh nha các bạn. Trời ơi, chưa? Cuộc mồi cuối cùng, hộp thính cuối cùng. Tại hồi nãy anh Mo nói là sắp tới giờ để chuyển hồ câu rồi, cho nên mình sẽ chơi tới số con cá cha của con cá cha luôn nha các bạn. Chuyến này mà mình không phục thù được mình ăn cơm. Trời ơi bay ơi bay. Ây dồi. Đã 5 tiếng 34 phút trôi qua và bây giờ cứ cách 5 tiếng sẽ đổi hồ một lần nha các bạn. Thì trừ hao hồi nãy ăn cơm hết 30 mấy phút cho nên thành ra là chuyển đủ 5 tiếng nha. Bây giờ trước khi qua hồ mới, từ hồ câu cá cha chuyển sang hồ câu cá săn mồi, thì chúng ta sẽ tổng kết coi cá thí sinh câu được bao nhiêu cá nha. Đầu tiên là chị Vy. Đây, đâu chị Vy đâu rồi? Các bạn ơi, mình mới câu được con Megalodon ở trong này. Giữ giữ lại đâu? Giữ cái coi đi, giữ cái. Wow. Ừ. Wow. Đã chưa nhúc nhích chưa? Con cá Huy hơi bị bự luôn nha, con này chắc cỡ gần 1 kg á. Mình câu nó mà mình không rớt tim ra ngoài luôn mọi người ơi. Nhúc nhích nhúc nhích. Trời đất dây. Chị thật là nhúc nhích nhúc nhích các bạn ạ. Ok, rồi. Bé báo câu được cái gì rồi? Bé báo câu được cái nết. Rồi, rồi tới ngân chuột. Thành quả của mình là các bạn ơi. Vậy đúng có đúng một con vậy? Em có nói là nhiều con đâu. Một con là được rồi, nhiều rồi đó. Đối với em là nhiều rồi, sáng giờ có câu được cục cức gì đâu. Chán. Nên con này là niềm tự hào nhất của em. Mình chính thức xin bỏ cuộc nha các bạn. Tại cái hồ này nó lớn quá, với mấy con cá nó hơi bị to tùng á. Nó với cái cần câu của mình nó không chịu nổi cái sức táp của con cá cha, cho nên nó bị méo mó quằn quò xấu xí luôn à, hết còn gì cái cần câu. Cho nên mình sẽ chờ anh Mon chuyển sang hồ khác để câu tiếp nha các bạn. Hết mồi luôn rồi các bạn ơi. Giờ sáng giờ hai anh em mình báo quá trời câu của nhân đức hết dây luôn. Giờ còn chỉ còn chuối thôi, còn mấy cái mồi kia là hết trơn luôn rồi. Chắc hai anh em mình báo anh nhân phá sản luôn, câu không còn cái dây nào luôn. Cùng xem thành quả của mình nha các bạn, mình là chiến thần câu cá đó. Ủa hơi bị nặng nha. Cái gì vậy bà nội? Sáng giờ mà mình câu dính là mình cũng được 2-3 kg cá tra rồi đó. Tại mình giật hụt thôi. Nhưng mà không sao, miễn có cá là được rồi. Cá lóc Dương miệng hiếm lắm đấy. 30 xăng. Bây giờ chúng ta sẽ cân ký cá. Thứ nhất đây là con cá của ngân chuột. Để coi, đây là thiết bị cân ký cá nha bạn. Vậy anh Mon sẽ cân anh Mon thử. Đó, bao nhiêu ký ta? 2.6 kg nha các bạn. Ok, bỏ ra bao nhiêu đây? Để coi cá của ngân chuột là bao nhiêu ký. 160 gram. Tiếp theo là một con chú cá đặc biệt. Đâu rồi? Đây, đây. Đây sẽ là một chú cá rất là đặc biệt nha các bạn. Cá của thí sinh ông Sáu. Cân luôn để coi được bao nhiêu gram. Trời ơi, nó còn không thể thị nổi 1 gram hoặc là không không hiển thị nổi 1 gram luôn. Nhục quá anh ơi. Nhục quá. Con cá không nổi 1 gram luôn, ý là thêm cái bọc nữa. Trời ơi. Có miếng nước nữa nè. Trời ơi, con cá này chắc vô hình luôn. Tiếp theo sẽ là con cá của chị Vy. Con này hơi bị to nha, mình sợ nó mạnh quá. Sẽ búng vô tay mình. Rồi, chinh phục được nó rồi. Bao nhiêu ký đây? 380 gram nha các bạn. Các bạn ơi, mình quên nữa. Mình còn một con cá nữa. Đu lên mày. Nè tiên cá, đu lên. Trời ơi, bay ơi, bay. Giờ mình sẽ thả tụi nó trở lại hồ nha. Tại để lâu quá tụi nó bị thiếu oxy, nó ngủm đó. Thế là xong. Chúng ta sẽ chuyển sang hồ thứ hai, hồ câu cá săn mồi. 5 tiếng 58 phút đã trôi qua và chúng ta sẽ có 4 tiếng tại hồ câu cá săn mồi. Bây giờ tụi mình đã chuyển sang hồ câu cá săn mồi nha bạn.
Đây là cái mồi câu cá của mình, nó giống như cục chân trâu vậy mà ăn không được. Bây giờ mình sẽ móc vô đây để cho nó lòi như thế này nha bạn. Giờ quăng cần thôi. Bây giờ ngồi chờ đợi nha bạn. Đồ! Nhấn nát quá là ăn con cá nữa. Ủa cá bự dữ hả? Bự nhấn nát lắm luôn các bạn ơi. Cái này đủ ăn 3 bữa luôn rồi. Đu. Đu. Nhấn nát. Nhấn nát. Bé cá thứ 3 tại hồ câu cá săn mồi nha bạn. Thả cái này xuống để gọng cá nha bạn. Để nó không bị chết đuối. Cái gì vậy? Để đây nó sẽ chết dịp. Hiện tại bây giờ mình đã câu được 3 con cá rồi nha các bạn. Chuẩn bị con cá thứ 4 rồi, các bạn chờ đi. Mình sẽ gắng chiến thắng nha các bạn. Cực chơi đi. Phải chiến thắng thôi. Mình sẽ lấy giải thưởng của mình. Rồi, cho cục vàng một cái. Trời, cảm ơn cục vàng nha. Cục vàng yêu dấu đáng yêu. Mèo. Các bạn ơi, mình đã thoát kiếp câu cá hệ tâm linh rồi. Chị thấy được câu cá nha các bạn. Tiếp tới, ok, pin một cái. Bé báo một cái đèn. Em cảm ơn. Rồi, ngăn chuột một cái đèn. Đưa cái lỗ mũi này, móc vô lỗ mũi nè. Ok, nè, gắn lên đây. Xịn, xịn, xịn. Ngắt vậy? Dạ, lát giật cái đèn rất dưới luôn. Chứ phần của mình là gọi đèn cho thằng Thành câu. Trời ơi, bay ơi, bay. Nếu mà được nhiều cá thì mình một con, nó một con, mình một con, nó một con, mình một con, nó một con. Không okay. Quan trọng là cá bự hay cá nhỏ. Chơi okay. Hên xui, chơi theo hệ tâm linh. Thôi, gọi đèn cho tao nè. Cười cười hoài. Đây là bé cá đầu tiên trong ngày của mình nha các bạn. Trời ơi, tụi nó hạnh phúc gì đâu luôn. Từ sáng đến giờ giăng nắng tới buổi tối cái được một con. Đây là số lượng cá mà nãy giờ mình câu bên cái hồ này nha. Để coi 1, 2, 3, 4, 5. 5 con nha mọi người, 5 con. Đây là số lượng fish mà sáng giờ mình câu nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 6, 6 con. Còn một con nằm đây nữa nha các bạn. Thêm con ốc nữa là 7. Cái gì vậy? Các bạn thấy hồ này quen không? Cái hồ này là cái hồ... câu cá cha hồi chiều á, tại vì bên kia nó quá là tối luôn, bên này có đèn thì nên thôi cho mấy thí sinh nó câu lộn xộn luôn, miễn là sao trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà câu được nhiều cá nhất thì người đó sẽ chiến thắng các bạn. Đặc sản ở đây là cá siêu to khổng lồ mà hôm thì dính, còn xui xui thì đứt lưỡi câu nha bạn. Wow, đủ ấy, chị ơi, từ chị ơi. Wow, đủ một con cá mẹ. Đúng rồi. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Cuộc đời. Yeah. Trời ơi, tức chết mà. Ủa, gió nghe phình lên mấy bạn. Cái gì vậy? Các bạn ơi, bây giờ em đang có một mini game dành cho biệt đội bảo thủ nha. Mọi người nghe cho rõ nha. Dạ. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi anh Mon bấm giờ cho nó chạy đến được 60 phút thì thành viên nào câu được con cá to nhất, nặng ký nhất thì anh Quang sẽ thưởng cho 500.000. 100.000 thôi, nhưng mà lấy 500.000 ra cho nó chắc. Thời gian chính thức bắt đầu. Thôi cầm con. Ok, cho vòng 1 tiếng đồng hồ bị đội bảo thủ, ai câu được con cá to nhất sẽ giành giải thưởng được 100.000 đồng. Nhanh tay lễ chân lên. Chị bị há hốc mồm rồi. Thôi cứ câu đi, có gì anh hai phù hộ cho. Ok. Rồi, nghe nè. Ôi tát đa đạt đa, con cầu các loài cá, các loài tép tôm sông gì đó. Hãy đến cần của em tôi, đừng có đến cần của bốn đối thủ kia. Ôi tát đa đạt đa, mong cho mười phương ánh trăng. Cầu nguyện chối lùa camera. Ôi tát đa đạt đa. Rồi sao không câu đi. Dũng cảm lên. Bảo đảm là hồi dính hơn chục con cá rô phi á. Trời ơi, nhớ rồi đấy. Rô phi vươn miệng luôn nha các bạn. Chắc chắn là rô phi vươn miệng. Ừ,
Mình gần hết rồi các bạn ơi, mình vớt sạch cái bọc luôn mà chỉ được có bao nhiêu thôi. Mà còn vài phút nữa là hết thời gian để mình câu tiếp rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Còn 50 giây cuối cùng, hiện tại vẫn chưa có một thí sinh nào câu được con cá nào trong vòng 1 tiếng qua. Nếu sau trong vòng 1 tiếng mà vẫn chưa câu được con cá nào, thì 1 tiếng kế tiếp ai câu được con cá to nhất thì anh Mon sẽ thưởng cho 300 ngàn. Nhớ cái đánh không? Nhớ 35 phút 42 giây và anh Mon đã thấy được một thí sinh câu được một con cá nha mọi người. Con cá bỏ trong cái bọc này các bạn, bây giờ mình sẽ cân ký nó nha. Đâu bao nhiêu? 90 gram nha. Con cá bự nhất ngày là bự nhất tiếng đồng hồ này là 90 gram. Ok, 57 phút 43 giây rồi. Nói gì? Các bạn ơi, con cá này giờ mất dài quá hả? Trời ơi. Quả nó lắm luôn rồi đó. Cũng mừng thịt nó ghê á. Bực mình quá à. Cố lên, ta chỉ còn bao nhiêu phút nữa? Còn 2 phút đúng nữa để giành được 300 ngàn. Cố gắng lên, nếu không là một con cá 80g, 90g là chưa xứng đáng gì trị giá nó 300 ngàn lần đó. Cố lên các bạn ơi, một giây mình cũng phải thắng nữa. Vì 300 ngàn. Trời ơi, cũng quá, tớ không biết đường móc nội luôn rồi. 3, 2, 1. Rồi, một tiếng đã trôi qua và chúng ta đã tìm được chủ nhân. Các bạn ơi, mình đã thắng cái mini này rồi, mình được 300 ngàn. Còn nếu như muốn thắng cái cuộc thi này thì mình phải quyết tâm câu thiệt nhiều cá vô. Tại vì sáng giờ mình mới câu được có 2 con. Quyết tâm chiến thắng cuộc chơi này, quyết tâm. Tôi không vui chút nào. Mẹ này có... Mẹ này giật hụt mấy lần luôn á, cá bự bự không á mấy bạn. Vì con cá 900 cờ, ố 90 cờ gram thôi mà mình lại mất 300 ngàn. Giải thưởng dành cho câu cha là trị giá 300 ngàn. Của chị giải nhất 300 ngàn. Ủa, câu gì cho em hỏi? Hỏi gì? Câu cha, vậy có câu mẹ không? Các bạn ơi, nghe, hồi nãy mày có nhớ tao đấm bóp dắt hơi cho mày không? 20 đi. Thôi tiền mày. Các bạn ơi, nãy mình đắp bóp dắt hơi cho nó chảy mồ hôi nách luôn. Thôi 20 cũng được rồi. 9 tiếng 44 phút đã trôi qua nha bạn. Thì cứ 5 tiếng sẽ cân cá một lần để coi đứa nào tổng kết ra coi được nào nhiều cá nhất nha. Rồi không không, bé báo bỏ lên. Tuôn ra chơi ăn gian. Rồi chơi ăn gian là chiếc máy đúng không? Rồi, rồi buông cái tay ra nha, có bao nhiêu? Đó, hơi bị nặng nha, 850 gram, gần 1 kg. Đồ, tới lượt mình con nha các bạn. 210 gram nha, là sáng giờ mới được có 210 gram đúng không? Đúng rồi. Giờ tới lượt mình con nha các bạn. Rồi, bao nhiêu? 300 gram chẳng luôn ghê. Cá của mình ít nhưng mà chất lượng để mình con thử nha. Rồi, để coi nhiêu ký. Ồ, 540 gram. Ồ, ghê. Nhưng mà vẫn thua bé báo mà. Đau lòng quá. Còn mình khỏi con. Tại sáng giờ mình có câu được con nào đâu. Anh em chúng ta là một đội. Hiện tại là 22:55 và sau cho vào được 10:51 của các bạn. Vậy này rất là khuya luôn rồi. Và các mọi người vẫn còn đang ở hồ câu các bạn. Cái hồ câu đó. Ok, và các thành viên chịu hết nổi rồi. Bây giờ mình đi câu cá tới bệnh luôn nè các bạn. Giờ phải đem theo thuốc uống nè. Đó. Ok, thì nói chung là làm sao cho vòng 24 tiếng mà vẫn chồng còn trong hồ câu thì vẫn hợp lệ đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục câu cá vào sáng ngày mai. Hồ câu này có máy lạnh luôn nha các bạn, rất là xịn và chất chơi người dơi luôn. Hiện tại là 23:12 và chúng ta đã trải qua được 11 tiếng. Thì anh Mon cũng rất là đuối luôn rồi, về cho trong việc đợi báo thủ và nghỉ ngơi một đêm rồi sáng tiếp tục nha các bạn. Làm sao trong vòng 24 tiếng thì mới xong clip này và hoàn thành để cho các bạn xem nha. Mình hy vọng là ngày mai sẽ được câu tại cá hồ cá cha đó nha. Tại theo mình tính toán là chỉ còn một con cá cha thôi là mình sẽ ao chìm tụi nó luôn nha các bạn. Tại một con cá tra là nó nặng tầm 4 hoặc 5 kg rồi, cho nên mình chỉ còn
một con thôi là mình có thể thắng lấy giải rồi đi về thôi. Dạ, hôm nay là hai anh em mình thiếu sự may mắn nên là không có câu được con gì hết trơn, mà cá nào nấy mới lớn 5-6 kg mà giật đứt dây hoài luôn. Nó muốn kéo mình xuống. Nên là ngày mai mình mong là ông thần may mắn để cho mình nhiều con cá mà giành được cái giải thưởng. Bây giờ mình sẽ đi ngủ để dành sức để ngày mai kéo cá nha các bạn. 6 giờ sáng mình sẽ dậy ra thăm cá. Hiện tại là 6 giờ 54 phút sáng nha các bạn. Đội con trai nó vẫn còn ngủ, nó là đội con gái của mình quyết định đi săn cá. Hiện tại ai đang nhiều cá? Hừ. Bé bé. Tao hả? Tao hả? Trời ơi, mình được nhiều cá rồi còn siêng năng nữa. Thứ gì chịu nổi. Giờ là dắt sớm, hai anh em mình cố gắng thức sớm để mà đi câu cá nha các bạn. Giờ là mấy con cá dắt sáng chưa ăn gì hết trơn nên nó sẽ rất là đói, giờ hai anh em mình sẽ dễ câu hơn. Chứ hôm qua hai anh em giờ mình chưa câu được một con cá gì luôn. Ít nhất là hôm nay phải câu được một con cá nhỏ để mà tụi không cho mấy tụi con gái nó cười mình. Mình lặn chay mà phải câu được nhiều hơn cái đó mới đúng. Hồi nãy mình mới lục được cái sợi dây diều trong cái ba lô của anh Mon nè bạn. Mà cái sợi dây diều này nó còn chắc hơn mình á. Cho nên mình tha hồ kéo con cá cha luôn nha các bạn. Mình khỏi cần cần câu luôn. Giờ mình chỉ cần cái này với cục mồi nữa là ok rồi. Giờ mình đi câu. Chúng ta còn 5 tiếng nữa để hoàn thành thử thách lần này. Và một tin rất là hay luôn, tin ấn động bờ kè luôn. Ai muốn nghe? Em. Là tất cả các thí sinh có quyền câu tại tất cả các hồ trong một trong ba cái hồ này. Hồ nào muốn câu hồ nào cũng được. Mình mới câu được con cá này nè, hơi bị bự luôn á nha. Nó tầm khoảng 20 mấy ký á các bạn. Nè. Trời ơi. Ừ. Giờ tụi mình sẽ chuyển sang hồ câu cá săn mồi nha bạn. Ở bên bển dễ câu hơn, chứ ở bên đây mấy con cá này nếu mà dính tụi mình kéo không nổi. Nó kéo mình xuống dưới giữa hồ luôn á các bạn. Giờ mình với Nhi với Ngân đi nha bạn. Chỉ còn 5 tiếng nữa thì nó sẽ kết thúc clip này, cho thành ra anh Mon sẽ có một vòng cấp vốn cho mấy đứa này các bạn. Hôm qua giờ tụi nó câu rồi, hơn hết mồi hết trơn rồi. Và đây là một trong những cái mồi để câu những con cá này rất là đã luôn nha các bạn. Nó giống như slam vậy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Nước không đúng không? Mình sẽ gãy cái cám này vô. Với cái bột này nó sẽ làm mồi của mình như slam vậy các bạn. Rất là đã luôn. Rồi. Đó. Nè các bạn. Đó. Như cục slam luôn rồi. Nè, hai cái lưỡi nè các bạn. Bỏ cục mồi vô. Kéo lên. Đó là nó tự móc mồi luôn. Mà đặc biệt khi trong nước nè, các bạn coi trong nước nè. Đó, nó giống như cục rong riêu các bạn thấy không? Con cá nó sẽ ăn mồi dễ hơn nha các bạn. Nó kiểu như cái mồi này con cá nó sẽ khoái hơn. Nó tưởng nó là cục rong, cục riêu nó ăn các bạn ơi. Đã không? Đó. Ok, đây sẽ là vòng cấp vốn cho tất cả các thí sinh để mọi người thể hiện tài năng của mình nha. Mọi câu là gần như giống nhau rồi, độ xịn của mọi câu cũng giống nhau luôn. Giờ là chỉ còn là giờ chờ tài năng thôi. Trời đất ơi các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời mình câu được con cá gô bự như vậy luôn á. Bây giờ mình đổ ra cho các bạn xem nha. Ôi trời ơi. Ủa nó to nha các bạn ơi. Nè cái ngón tay của anh Mon nè. Ủa nó to khủng khiếp luôn. Mời câu nha các bạn. Đi câu cá như đi thả diều vậy á. Mấy con cá nó không vãi chuẩn các bạn ơi. Mình ngồi trên ghế nó không đốt miếng mồi của mình tí nào luôn. Rồi xong tới mình phải xuống đây mình núp cho nó tụ ổ mồi về nó ăn nữa các bạn. Các bạn ơi mình câu được nhiều cá lắm. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho mọi người xem nha. Còn nữa. Đây. Nặng quá mọi người ơi. Giờ mình sẽ gọng nó dưới này nha. Mưa luôn rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình câu toàn sảy không à. Mình kéo lên nó vừa đứt cần nè, đứt dây nè, mất lưỡi nè, tùm lum. Các bạn thấy mình câu khó khăn chứ. Để giành một cái giải thôi á. Các bạn móc cục mồi nhỏ gì mới dễ dính nha. Câu thôi. Các bạn thấy nó lòi lưỡi ra luôn các bạn. Để mình thể hiện tài năng cho các bạn xem nè. Trời
chờ đợi là hạnh phúc. Đâu? 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 Rớt tim ra ngoài luôn các bạn. Ừ, đã nha, đã nha. Nó bự hơn mày, nó bằng bàn tay mình luôn. Nó gớt ra luôn. Các bạn ơi, sáng giờ mình mai phục con cá này rồi xong. Nó giật rất là mạnh, khiến đứt dây nè, gì tùm lum hết luôn. Mình chỉ mong là câu được hai con cá thôi là mình cũng đủ thắng giải rồi. Tại 11 giờ rồi, thêm tiếng nữa là hết thời gian để câu cá rồi các bạn. Bạn coi chị Di nó ngồi như con ếch vậy chị. Vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở hai con luôn. Hai con. Ở đâu? Hay vậy? Không ngờ luôn các bạn ơi. Còn là hai con luôn, quá đỉnh quá đỉnh. Hai mèo luôn mới đã chứ. Bây giờ mình sẽ theo cộng nó tiếp. Ô, cá bự, cá bự. Cá bự, cá bự. Ô, ô mày coi. Ê, từ từ, con cá bự. Được Thanh, từ từ, được, cứ từ từ. Không sao hết. Ủa, cá bự Thanh ơi. Cá bự. À, cứ từ từ, nắm sợi dây. Cá bự các bạn ơi, con cá bự rất là to luôn. Từ từ Thanh, cứ từ, nó mệt. Đi lấy cái giọt đâu ta? Cái kìm mồi. Đây. Kẹp mỏ. Anh cầm cái câu em. Ê, từ từ. Không có kẹp mỏ. Không, mày cầm máy quay đi, Các bạn ơi, rung quá các bạn ơi, con cá Thanh bự thiệt á. Cầm máy quay đi Thanh. Rồi, mình sẽ gấp giùm cho Thanh nha mọi người, con cá này nó to thiệt. Oh my god các bạn ơi, rung tay luôn các bạn ơi, con cá nó bự. Đứt dép luôn rồi. Trời ơi. Mình cầm đi căng ký các bạn ơi, rung tay chân rồi. Trời ơi. Mình cầm máy quay mà mình còn rung nữa nè. Ôi giời, má tiếc của đã sai. Cái gì vậy bạn ơi? Các bạn cầm sợi dây lên trước rồi xong hả, gỡ lưỡi nha các bạn. Nó rung kìa các bạn. Con cá to nhất luôn rồi đó, chứ rất là nặng luôn. Rồi bấm mở lên. Hiện tại là 0-0. Các bạn ơi. Các bạn ơi, mình sợ quá à. Mình sợ mấy kia thua. Trời ơi. Bao nhiêu ký này? 6 ký 600 gram. Oh my god, 6 ký 6 luôn. Đâu, chẳng còn thời gian, tiếp tục đi câu xưa đây. Đúng rồi. Mình mới nghe một tin chấn động luôn các bạn ơi. Thằng anh mình câu được con cá 6 ký. Cái ước mơ của mình là lấy được cái điện thoại từ tay anh Mon. Đi câu cá tới đen luôn. Mà thằng anh mình đã cướp mất cái ước mơ của mình rồi các bạn ơi. Tôi đau lòng quá. Các bạn ơi, hiện tại là 22 tiếng 58 phút đã trôi qua. Và các thí sinh ơi, anh Mon có một tin thông báo. Chúng ta chỉ còn có 1 tiếng 2 phút nữa để giành chiến thắng nha. Và hiện tại có một thí sinh đang gần top đầu rồi, đó chính là ông Sáu. Đã câu được con cá 6 ký 6. Trời, bình thường thôi, bình thường thôi, con đó hơi nhỏ thôi. Bình thường. Các bạn ơi, các bạn. Anh Mon bị dính đạn của thằng này, nó nổ dính miệng như người anh Mon vậy các bạn. Câu được 2 nha các bạn. Cái đợt câu này nó bị hư cho nên mình lộn, mình lấy, mình câu luôn. Chắc chọn hợp lệ mà đúng không? Cá to nữa rồi. Dính cá to nữa rồi các bạn ơi. Cố lên Thành ơi. Cố lên, cao lên. Đúng rồi, giỏi lắm. Cố lên Thành ơi. Cố lên Thành ơi. Cố lên, đi xếp qua chút nữa. Đi qua đây nè, đi bên trái nè. Cao lên, đúng rồi, hay á. Từ từ, để dần cho nó mệt. Wow, giỏi quá Thành ơi. Từ từ, để nó mệt Thành. Nó mệt chưa? Chưa, nó chưa mệt. Gồng tiếp, cố lên, giỏi lắm, gồng tiếp. Đúng rồi, gồng khi nào con cá nó đủ mệt á mới bắt được nó. Ừ, đọt cần câu nó cong vòng luôn các bạn. Cố lên, đúng rồi, hay á. Từ từ, đừng có... Ừ. Cố lên Thành ơi. Rồi mệt chưa? Nó mệt rồi đó không? Chưa. Nó chưa đủ mệt đúng không? Các bạn ơi, cái loại cá này á phải dần cho nó mệt thì nó mới bắt được nó các bạn. Đâu rồi? Lên nó vô, để anh Mon phụ con Thành các bạn ơi. Đâu, dướng rồi Thành ơi. Dướng rồi, từ từ.
nó còn kéo không? Em thấy em mệt. Đây nè nè. Kìa nó kìa các bạn, con cá kìa, con cá kìa. Ồ con cá hơi bị to nha các bạn. Nè cái giò của anh Mo nè, con cá này nó hơi bị to. Ui kìa nó mạnh, nó mạnh. Rồi cố lên Hành, cố lên, dần cho nó mệt lên Hành. Anh Tâm ơi. Em lên, em lên. Cái này ông bà em không gánh được. Thì tới công chuyện này. Con cá là mệt rồi các bạn ơi, giờ anh Mo sẽ gấp lên cho anh Thành nha. Tại con cá này nó nguy hiểm lắm. Thì mình anh lớn anh Mo gấp cho anh Thành cho nó đỡ nguy hiểm. Con cá này cũng bự các bạn ơi. Bự bự bự. Và chúng ta còn hơn 30 phút nữa thì mới kết mới hết thời gian nha các bạn. Ây ôi cá nhẹ quá. Cá nhẹ quá. Chắc tầm 20-30 kg á. Cá nhẹ quá. Cá nhẹ quá. Có ai câu được không? Ây ôi. Rồi ok. Có cây không ta? Bây giờ vô canh ký thôi coi con cá cuốn thành bao nhiêu ký nha các bạn. Em biết bấm nè. Tại em theo anh lâu rồi. Được. Giờ mình sẽ bấm cái nút này nha các bạn. Rồi. Rồi để cho nó cân. Cân xong là 00 nha bạn. Rồi bỏ con cá của anh Thành lên coi được bao nhiêu ký. Rồi mình bỏ cái chắc. Rồi bỏ lên. Bao nhiêu ký đây? Rồi buông tay anh Thành, buông tay ra. Buông tay ra mới hợp lệ. 4 kg 10 gram. 4 5 1 0. Vậy nên tổng số hiện tại của anh Thành lên là trên 10 ký nha các bạn. Các bạn ơi, hồi nãy thằng Thành á, nó kéo lên được 6 kg á, mình chưa vụt tắt hy vọng đâu, nó còn tí xíu khói nữa. Mà giờ nó kéo lên 4 kg nữa là không còn miếng khói nào luôn các bạn. Còn cái nịt. Vụt tắt hy vọng thiệt rồi. Còn 4 phút cuối cùng nha các bạn. Mà thí sinh này nó cứ miệt mài nó miết con cá đó kìa. Nó đang đi hệt như nó đang đi đánh trận kìa các bạn. Lớp nó gình mò quá trời luôn. Cố gắng lên. Ê, nó dính cá bạn, nó dính cá kìa. Ở đâu nó dính cá rồi kìa. Ở đâu? Ghê, giỏi vậy. Hay vậy. Rồi. Gãy hả? Trời ơi. Có lên. Chúng ta vẫn còn được 2 phút 30 giây nữa. Cố lên 2 phút 30 giây nữa. Hết kẹp rồi các bạn ơi. Chỉ còn có mười mấy giây nữa thôi, 2 phút rưỡi không thể nào chuẩn bị kịp đồ câu cho anh Thành rồi. Đúng rồi, tại câu cá là còn sự nhẫn nại là nãy giờ mình ngồi cũng tầm 10 phút cá mới cắn câu. Mà đợi không bao giờ. Ok, 24 tiếng đồng hồ các bạn ơi, bây giờ sẽ thông báo cho mấy đứa kia ngưng câu để chúng ta sẽ đi cân cá để coi thí sinh nào được số cá, được số ký cá nhiều nhất trong ngày hôm nay nha. Trước khi hết thời gian là mình câu được con cá gô vàng. Giờ mình đổi ra cho các bạn xem nha. Đó, con cá gô vàng thì các bạn ơi. Hôm phức kìa. Ông ảnh dặn khè luôn nè. Wow, đẹp thiệt đấy. Hơi bị mệt nhưng mà vui nha các bạn. Wow, quá wow. Cá hơi bị nhiều nha. Kéo không nổi luôn rồi. Bây giờ sẽ là phần cân cá của thí sinh và chúng ta sẽ tổng kết lại tất cả các thí sinh này trong vòng 24 giờ đã câu được bao nhiêu cá nha các bạn. Tổng số ký cá sẽ được để trên màn hình nha. Rồi, gấu vô bé báo lên cân trước. Rồi, gỗ bé báo là 4, 2, 7, 5 nha các bạn. Cuộc đời này thật bất công. Mình đi câu cá tới đen luôn mà được có 4 kg 215 à. Tới lượt mình con nha các bạn. Không nổi. Nặng thiệt các bạn, cô bé này nặng thiệt đây. Lên. Rồi, bao nhiêu đây? 4 kg. À. Thôi chị Di chứ. 4 kg 530. Giờ để con thôi chị Di nha. 4 kg 9 chẳng đó bạn ơi, 4 kg 9. Ơi, vẫn thua thằng Thành. Thằng Thành tới 10 kg lận các bạn ơi. Giờ tới lượt mình nha các bạn. Bao nhiêu đây? 2. Rồi không đụng tay, không đụng tay, né ra hết. 2 kg 490. Giờ tới lượt mình nha các bạn. Ok, để coi bên bao được nhiêu ký. 1 kg 980. Rồi. Đây là thí sinh nhẹ ký nhất và ít cá nhất luôn nha các bạn. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã tìm được người câu cá giỏi nhất trong vòng 24 tiếng nha các bạn. Đó chính là Thành. Thì trao cho anh chiếc cúp lưu niệm. Phải không? Câu cha giỏi nhất. Yeah. Câu cha đúng rồi, Thành đã câu cá cha không nha các bạn. Cố gắng câu mẹ nữa.
Cái gì vậy bạn ơi? Cái giải này nó nhỏ nha các bạn, mình thấy không vừa. Cái này chỉ là cái lưu cúp lưu niệm thôi, còn phần thưởng lớn nhất đó chính là muốn gì được đó. Bây giờ muốn cái gì? Thì em không có muốn quà cáp gì hết á, em cũng không muốn tiền bạc gì luôn, em chỉ muốn là anh thực hiện theo cái ý tưởng của em thôi. Thì ý tưởng của em là cho nguyên team thử thách người cuối cùng sống trong nhà tự chế, mà nhà tự chế đó không phải là nhà bình thường mà khói lập phương nha. Thì ý tưởng của em không có nhiều cái quy tắc, cho nên em nhờ mấy bạn là làm cái quy tắc cho cái trò chơi này. À hiểu. Là anh Thành á nói là nhờ các bạn fan hay bình luận là cái quy tắc trong cho cái clip người cuối cùng kế tiếp đúng không? Đúng rồi. Người cuối cùng sống trong nhà khói lập phương. Đúng rồi. Ở các bạn ơi, các bạn nhớ bình luận những cái quy tắc gì cực kỳ khó nha. Anh Mon muốn người này nó phải chơi một cái clip gì thiệt là khó các bạn ơi. Đúng rồi. Ít hay ít tâm gì vô nha các bạn. Ok, hãy giao ra những quy tắc mà các bạn muốn để clip kế tiếp là biệt đội bảo thủ sẽ thực hiện clip người cuối cùng sống trong nhà khói lập phương. Ok.